Chào đón tất cả quý vị hành khách đang đến với chiếc chuyên cơ mang tên Hành Lý Tình Yêu. Chuyên cơ của chúng tôi do Đài Truyền Việt Nam thực hiện và sẽ cất cánh hàng tuần vào lúc 20:30 thứ hai trên kênh truyền VTV3. Và bên cạnh tôi cũng như là bên cạnh phiên đoàn gồm những tiếp viên xinh đẹp, còn có một cái ban cố vấn là những cái người hỗ trợ vô cùng đắc lực cho các nam thanh nữ tú của chúng ta để họ có thể tìm được tiếng nói chung với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ban cố vấn của ngày hôm nay. Chào đón đạo diễn Lê Hoàng, siêu mẫu Xuân Lan và diễn viên Tuka. Chúng ta là những người nghệ sĩ cho nên là chúng ta thích những cái gì đó mà nó có kịch tính. Nhưng mà với những cái người bình thường thì đôi khi họ không cần điều đó đâu. Họ cần một cái cuộc sống nó bình an, nó ổn định, nó giản dị, nó nhẹ nhàng thôi. Ý của anh Lê Hoàng thế nào ạ? Ý tôi là tôi thích những tình yêu thơ mộng. Dạ. Mặc dù cái chương trình tôi hơi gay gắt đấy thôi. Ý là anh Hoàng thích em đó. Ý là anh Hoàng thích em đó. Em thơ mộng mà em không, trời. Không nha, em mộng là ác mộng đó Lan. Ngày trước á, em thích mấy cái, em đọc hay đọc tiểu thuyết đồ, hoặc đọc ngôn tình đồ. Em thích mấy cái tình yêu mà kiểu lãng mạn, kiểu mà nó nhẹ nhàng giống như vậy á. Mùa thu lá bay. Dạ, mùa thu lá bay bay á. Nhưng mà sau khi mà trải qua những cuộc tình rồi á, em thấy trong sách nó không giống ngoài đời nha, không giống. Cái điều quan trọng là cái nhân vật của chúng ta xuất hiện ở đây á, họ thích cái mẫu như thế nào? Họ là cái mẫu người phụ nữ an toàn của gia đình hay là một cái mẫu người cá tính nổi loạn như Xuân Lan? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái ấy để xem coi cô ấy ra sao. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái hướng tư vấn để cho cô ấy có thể tìm được cho mình một người đàn ông phù hợp ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Xin mời. Chào mọi người, em là một cô nữ sinh trẻ trung, năng động và thích cười. Em đến từ học viện hàng không. Ngoài thời gian học ra thì em còn có một đam mê khác nữa, chính là nhảy. Và em đã xây dựng được cho mình một kênh TikTok với hơn 700.000 follower. Em là Nguyễn Huyền, năm nay em 20 tuổi. Xin mời nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Hey, hành lý của em anh tạm thời đến đây nha, chào em. Dạ em chào anh Đại Nguyễn. Đây là ban cố vấn. Dạ em chào ba anh chị ban cố vấn. Khi em đến với đây em có nghĩ trong đầu mình là sẽ tìm một chàng trai như thế nào hay không? Em muốn một người ở bên cạnh của mình. Có thể là mình sẽ xa cách nhau về mặt địa lý, nhưng mà quan trọng là mình hiểu nhau, mình cho nhau một cái cảm giác gọi là an toàn. Hoặc là mỗi lúc mà mình đi làm về mệt mỏi, mình có thể call video với nhau, mình cảm nhận được cái tình cảm từ cái điều đó. Năm em 20 tuổi em không có nghĩ gì là mình sẽ yêu như thế nào hoặc là cái người đó là sao, rồi em mong muốn cái gì từ người yêu của em hoặc tình yêu của em luôn á. Em vô tư lắm luôn á. Ví dụ như 16 tuổi thì em hy vọng là tới 18 tuổi thì em được làm chứng minh nhân dân, rồi rất cái kiểu vậy. Nhưng mà em hoàn toàn vô tư trong sáng, mà giờ em thấy mấy cô bé 20 tuổi mà hy vọng là người yêu mình sao, bên cạnh mình sao, thì em thấy các bạn có cái sự trải nghiệm mà mình không quay lại được cái thời ký ức đó. Mỗi để thời mình... mỗi khác em ơi. Đúng rồi. Bây giờ các bạn ấy sẽ tiếp cận được với nhiều thông tin, những cái câu chuyện về tình yêu các bạn ấy dễ dàng nhìn thấy trong cuộc sống và trên các phương tiện truyền thông, cho nên các bạn ấy có thể đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn để chọn một người bạn trai theo cái ý của mình. Hy vọng rằng hôm nay em sẽ tìm được một chàng trai như em mong muốn nha. Còn bây giờ anh sẽ tạm thời để hành lý của em vào đây, cất vào bên trong khoang máy bay, đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem chàng trai đầu tiên là ai. Xin mời. Tết sắp đến rồi, không biết là em đã có bất kỳ sự chuẩn bị hay là một kế hoạch nào đó dành cho dịp Tết sắp tới hay chưa? À, sẽ là một sự chuẩn bị như là đến với các trung tâm mua sắm để mua các loại quần áo mới, hoặc là một kế hoạch vui chơi nào đó, ví dụ như du lịch, hoặc là một kế hoạch
về các bữa tiệc vô cùng ấm cúng với bạn bè thân thiết và gia đình. Tuy nhiên, em vẫn còn một chút lo lắng về vấn đề tài chính của em vẫn chưa có đủ. Thì anh muốn nói với em rằng có lẽ em không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính đó nữa, vì đã có anh, Bùi Đức Việt Hải, chuyên viên tư vấn tín dụng cá nhân chỉ dành cho em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 1 nha. Xin mời. Chào em. Dạ, xin chào anh. Để hành lý cái lên đây nào. Dạ. Xin chào MC Thiện Nghĩa, xin chào bạn nữ và xin chào ban cố vấn cùng quý vị khán giả. Em tên Bùi Đinh Việt Hải, hiện tại đang là nhân viên ngân hàng. Ngày hôm nay đến với chương trình thì anh rất mong là có thể tìm được một nửa kia và giao cho bạn nữ các chiếc thẻ tín dụng của anh. Còn cái thẻ thiệt của em đâu? Dạ, thẻ thiệt của em thì đang giữ ở trong ba lô rồi. Ủa, hỏi thẻ thiệt ta chi vậy anh? Thì tại vì nói là muốn đưa cái thẻ đó cho bạn nữ. À. Đó, mà không thấy cái thẻ đâu hết. Thẻ trong vali á anh Nghĩa. Thôi thì bây giờ nè, mình hỏi thăm nhau đi nha, xem coi có hợp với nhau hay không. Lúc nãy ở trong clip giới thiệu em cũng thấy là anh bảo là anh thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Nhưng mà tài chính của anh thì vẫn chưa có vững. Cái trong clip có nghĩa là nếu như mà bạn nữ có thích đi du lịch hay là có bất kỳ một cái kế hoạch nào đó dành cho dịp Tết sắp tới mà vấn đề tài chính còn đang cần lo lắng thì đã có anh lo. Dạ. Đã có anh lo vấn đề đó. Dạ. Ủa, ở này tư vấn vay vốn hay sao ạ? Mình nói chuyện về mặt tình cảm đi, mình hỏi giao lưu á. Nãy giờ không biết hỏi gì hả? Hỏi thăm coi có người yêu chưa? Sao em trai? Trước giờ có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ đã có 3 mối tình rồi. Ba mối tình rồi hả? Dạ vâng. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 26 ạ. À, 26 tuổi. Bởi vì gương mặt em còn trẻ quá. Nếu như không nói anh cứ tầm nghĩ em khoảng 21, 22 gì đó thôi. Rồi em có thích một người bạn gái là phải giỏi đủ tất cả mọi cái nữ công gia chánh nội trợ không? Dạ, cái đó thì thật sự cũng không cần thiết là phải nữ công gia chánh hay nội trợ. Bởi vì những vấn đề đó em cũng có thể làm được và vẫn có thể chia sẻ với bạn gái. Đó, đó là những cái điều mà anh muốn em hỏi. Dạ vâng. Tại mới gặp em cũng hơi ngại. Và bây giờ anh mời em mở chiếc hành lý này của em xem bí mật đầu tiên là gì. Anh không thích du lịch xứ lạnh thì mình đi xứ nóng có gì đâu. Nhưng mà em thì lại rất là thích đi Đà Lạt. À, Đà Lạt với em thế nào? Đà Lạt với em là quá lạnh. Quá lạnh. Dạ. Sở thích của em là thích đến những nơi mà có khí hậu ấm áp, đặc biệt là biển. Nhưng mà bạn bè, người thân rủ đi biển em sẵn sàng đi. Còn nếu rủ đến những nơi lạnh như là Đà Lạt, Sa Pa gì đó thì em phải cân nhắc. Tại vì em ơi, tại sao? Đầu tiên là cái anh khá là sợ lạnh. Nóng cỡ nào cũng chịu được không? Nhưng mà sợ lạnh từ bé. Đi những cái nơi lạnh lạnh như vậy mình có cái cơ sở, cái điều kiện để mình gần nhau, mình sát lại, thậm chí mình ôm người ta, che chở bảo bọc cho người ta. Dạ. Còn đi xứ nóng mà ôm vô nó thủi cùi chỏ. Em đồng cảm với điều này. Tại vì em cũng là một người rất là sợ lạnh. Từ nhỏ lên tắm nước nóng không à, tới giờ vẫn vậy. Trời nóng cỡ nào em vẫn tắm nước nóng. Và khi lạnh đó, em sẽ bị nhức xương, nhức ở trong xương á. Nó khó chịu lắm, nó bị khó chịu á. Cho nên là em đi Đà Lạt em cũng ngán ngán. Nhưng mà khi nào mình tìm đúng người yêu đi em, rủ đi Đà Lạt, Sa Pa, đi đâu cũng đi hết trơn. Đi đâu cũng đi hết trơn. Có lạnh cách mấy cũng đi. Vô lên, lên đó mà ngồi trong cái tủ lạnh cũng ngồi nữa. Ngồi tủ lạnh cũng ngồi á. Vấn đề không phải là đi đâu mà là đi với ai. Đúng rồi. Đúng à. Cảm ơn ban cố vấn. Đó là chàng trai đầu tiên với cái bí mật nhẹ nhàng thôi, là không thích đi du lịch xứ lạnh, vẫn có thể sắp xếp được nếu như đó là người mà bạn ấy yêu. Yeah. Mời em đóng hành lý của mình lại nha, và về vị trí bên đây. Tiếp nha, mạnh mẽ lên bé nha. Những cái câu hỏi riêng tư, thắc mắc cái gì hỏi hết cho anh. Tại vì đây là cơ hội, nếu mình không hỏi mình sẽ không hiểu về các bạn này. Mà lỡ như mình không hiểu, mình để vuột mất đi một ai đó mà nó phù hợp với mình á, thì rất là đáng tiếc. Tiếp theo, chàng trai số 2, xin mời. Anh là Đức Mạnh, 28 tuổi, một chàng trai yêu thích xe ô tô, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì đam mê này mà anh đang làm nhân viên kinh doanh cho một hãng xe ô tô. Để bán hàng được tốt thì cần phải hiểu rõ về sản phẩm, nên anh tìm hiểu và trải nghiệm nhiều về xe.
đôi khi ghiền quá cứ ngỡ mình yêu xe nên mãi chưa có bạn gái. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 2. Trời ơi, hai nhỏ em tôi, trời ơi. Trước tiên đến cái chương trình thì hồi nãy giờ em có đứng ở dưới sân khấu thì em cũng thấy bạn gái ở đây có vẻ là hơi lạnh, chắc là trời chở đông em ha. Anh xin phép khoác cái áo này lên để cho em cảm trời thấy là nó ấm áp hơn. Hợp luôn á. Hợp luôn, trời đất ơi, làm như là tính sẵn, làm như biết trước hay sao đó trời. Mua sẵn đâu cái áo mình hợp lý hết sức vậy đó. Em có ấm không? Dạ có ấm. Đó cũng giống như tấm lòng của anh. Đến với chương trình thì anh có một món quà tặng cho em. Nếu mà sau chương trình anh với em có cơ hội dành cho nhau, anh sẽ biến nó thành chiếc ô tô thật. Thật ra là đối với em á, thì em cũng không thích là sẽ được tặng chiếc ô tô đâu, mà em thích là sẽ có một người sẽ dùng cái chiếc ô tô đó và chở em đi nhiều nơi. Thì anh có công việc của anh hiện tại thì anh có nhiều thời gian để có thể dành cho em, hoặc là lâu lâu thì mình có thể đi chơi cùng nhau. Thật sự thì hiện tại công việc anh cũng đang rất là bận, nhất là những ngày cuối năm. Anh chỉ tình rảnh vào cuối tuần thôi. Tuy nhiên thì nếu mà có em thì anh sẽ sắp xếp. Cảm ơn, cảm ơn. Và bây giờ em hãy mở hành lý của em xem bí mật của em đầu tiên là gì nha. Anh thích ngắm hoa. Cái này thì có gì mà là... Dạ, vấn đề là hoa gì anh? Hoa gì? Hoa hậu hay là hoa... Đúng. Công việc của em thì hàng ngày được tiếp xúc với những buổi lễ giao xe rất là hoành tráng. Nên là khi mà em bước vào công ty á, mình thấy hoa ngập tràn vậy á, cảm giác tinh thần mình rất là thoải mái. Cái đó là một trong những cái sở thích của em mỗi ngày. Nhưng em ơi, nó không phải là một cái bí mật. Thực ra đến với chương trình này á, thì các bạn phải nên đưa ra những bí mật nào đó mà là cái điều mà các bạn khó có cơ hội để thổ lộ, để chúng ta có thể phơi bày một phần nào đó những cái cá tính, những cái suy nghĩ của mình cho đối phương biết, để qua đó họ có thể hiểu mình hơn. Bạn tôi thổ lộ rồi đó, thật ra thích hoa thôi, nhưng mà có câu chuyện thích hoa là thích hoa khi mà giao xe, mà giao xe là có tiền. Cái này là thế này này, cái thương hiệu của bạn ấy là rất nhiều cô gái trẻ đẹp mua, mà các cô ấy thì cũng đẹp như hoa vậy đó, thành ra là anh vừa nghĩa là thích ngắm những người đẹp đến mua xe của mình. Thì cái đấy nó vừa có lợi là cũng có một phần có tiền như Lan nói, một phần là được nhìn các cô. Rồi, cảm ơn em nha, đây là cái gọi là bí mật đầu tiên. Nhưng mà thật ra nó cũng chưa phải là một cái điều gì nó quá ghê gớm hoặc là nó quá nặng nề để chúng ta có thể bàn bạc với nhau. Hy vọng rằng một lát với những bí mật sau em có thể cởi mở hơn. Em chia sẻ cho quấy những cái bí mật thật sự của em, để có thể xem coi là mình có tìm được tiếng nói chung với nhau hay không nha. Bây giờ mình đóng vali lại nào, mời em về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với chàng trai số 3. Chào em, anh là Thanh Nhã, 24 tuổi, hiện đang dạy vẽ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghĩ khuyết điểm lớn nhất của mình đó là không thể hiện được nội tâm qua lời nói, mà anh thường gửi gắm nó vào tranh. Anh đang cần tìm một người hiểu mình, mong là thông qua hành lý tình yêu, chúng ta sẽ hiểu một phần nào đó về nhau. Nếu phù hợp thì đi xa hơn nhé. Bây giờ mình gặp bạn ấy nha. Xin mời chàng trai số 3.
chào em. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Dạ, em chào ban cố vấn. Chào em nha. Thật ra anh có một bức tranh muốn tặng em á. Anh thích hoa hướng dương ạ? Đúng rồi, anh thích hoa hướng dương. Ừ, anh nghĩ là hoa hướng dương thì nó có ý nghĩa gì? Nghĩa là một tương lai tươi sáng, một tình yêu rực rỡ hơn á. Cái em thiên về vẽ cái gì? Dạ, em thiên về vẽ một cái siêu thực ạ. Siêu thực à? Dạ. Ồ, kiểu... em đi theo cái trường phái của ông Salvador Dali à? Dạ, đúng rồi ạ. Thực ra thì từ lúc mà anh vừa bước ra là em có một cái điều rất là thắc mắc. Tại vì khi mà em nhìn vào mắt của anh á, em cảm giác là anh có rất nhiều tâm sự. Em muốn hỏi là nếu như anh chỉ vừa gặp em thôi, anh nhìn em, thì anh có muốn chia sẻ cái nỗi buồn đó của anh không? Anh rất là muốn. Nếu mà mình chia sẻ thì mình nên gặp nhau nhiều quá. Chứ em không quen sử dụng, em không thích nói chuyện qua điện thoại hay là nhắn tin quá nhiều. Gương mặt của em, anh xin lỗi là nhìn thấy nó có những cái nỗi buồn giống như là mình không có điều kiện để mình nói ra và không có giải quyết được, cho nên nó cứ giữ trong lòng là như thế. Cho nên nó sẽ là một cái điều rất là khó khăn cho người bạn gái nào ở bên cạnh em để có thể hiểu được cái tâm tư tình cảm của em như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là bạn hôm nay đến với hành lý tình yêu là chấp mở nhận lòng. Mở đúng lòng mình rồi đó. Thì mình bây giờ đang nôn nóng xem cái bí mật bạn đem đến. Bây giờ thì em hãy mở hành lý của mình ra nha. Cái gì vậy anh? Cái này là cái cây liễu. Mọi người đoán xem. Với cành liễu là người ta so sánh cho phụ nữ. Cây liễu là dựa vào cái một cái bóng đó, tùng quân đó. Với cái tính cách của bạn này thì em nghĩ là tính cách bạn mềm như liễu và bạn phải có một người nào đó để cho bạn dựa vào. Thì với em nha. Còn không biết anh Hoàng với Buka nghĩ như thế nào. Em nhìn vô thì em chỉ thấy sự yếu đuối thôi. Giống liễu yếu đầu tơ. Dạ, liễu yếu đầu tơ đó. Một người phụ nữ thật sự yếu đuối, mỏng manh. Nhưng mà cũng chưa chắc nha. Đúng dạ. Rồi, chưa cũng chắc. Có thể bạn lại có một ý cao hơn là bạn cây liễu á. Nó là yếu nhưng mà thật ra nó cũng chẳng không thể dễ gãy đâu. Vì dạ, nó rất là nó mềm. Dài có khi bạn nói thế này này. Cây liễu này chứng tỏ là bạn có thể tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mặc dù bạn không cứng rắn, nhưng mà bạn có thể uốn mình và phù hợp với tất cả những hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu. Vậy thì bây giờ mình xem coi là cái bí mật thật sự của bạn ấy là gì nha. Xin mời. Luôn yếu đuối trước bạn gái. Yếu đuối không? Em thấy điều này như thế nào, em chia sẻ nè. Dạ, thì em hay hay nhõng nhẽo với người yêu á. Ồ, Ồ. Nhõng nhẽo với nghĩa ủ kỳ vậy ta? Thường đúng là hiểu. Người dạ. yêu các cô gái phải nhõng nhẽo với em, mà đằng này ngược lại. Dạ, lâu lâu em hay vậy á. Lâu lâu thôi đúng không? Dạ. Không, anh Nghĩa, bạn này sẽ phù hợp với những cô gái mà cá tính là như em nè. Đàn ông lên đó, đàn ông xong rồi anh ơi lại dựa dây em đi đó. Vậy đó, phải không? Em thích vậy không? Phải không? Em thích những cô gái cá đó, tính đó, thấy chưa? Nhưng em ơi, một hai lần thì ok. Chứ nếu mà lúc nào cũng vậy thì hơi mệt á. Thực ra em thì em lại thích một cái người mạnh mẽ, có thể gọi là bảo vệ được em. Tại vì thực ra em cũng là một người rất là nhõng nhẽo á, cũng hơi gọi là yếu đuối chứ cũng phải là mạnh mẽ để có thể bao bọc được anh. Có thể em sẽ yếu đuối hơn khi mà quen bạn nữ. Nhưng mà khi mà bước ra ngoài á thì em sẽ mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không ai đụng vô được bạn nữ đâu. Wow. Khi nào cần thể hiện thì mới thể hiện. Dạ. Đó, vậy được rồi. Trời ơi. Khổ quá. Mời Dương Lan về chỗ và mời em về vị trí của mình nha. Cảm ơn em. Vậy thì chúng ta sẽ dần dần tiếp tục tìm hiểu xem ba chàng trai này như thế nào ở hành lý thứ 2. Cảm ơn các em gái của anh đã giúp anh mang ra đây ba kiện hành lý. Đây là kiện hành lý thứ hai của các chàng trai bên kia. Và chúng ta không biết cái nào được của ai hết. Không có ghi tên, không có đánh dấu, không có mã số gì hết trơn trời đó. Chúng ta sẽ xem coi trong đó chứa bí mật gì của các anh ấy. Sau đó nếu như cái bí mật nào là cái điều mà em cảm thấy không có phù hợp với mình, em sẽ đóng nó lại. Và người nào là chủ nhân của chiếc hành lý đó sẽ chia tay với chúng ta. Đây là một thử thách thật khó dành cho mình đó nha. Yeah. Bây giờ thì em muốn mở vali nào trước? Em nghĩ là em sẽ mở vali đây trước. Đi
không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói. Đọc câu này xong mình cũng nghi nghi nha. Mình cũng nhắm nhắm, mình tia tia được đối tượng rồi đó. Tiếp theo mình mở cái giữa nha. Dạ vâng. Anh thích làm mọi chuyện một mình. Ơ, cái này nó lại làm cho mình hoang mang. Hoang mang. Hai cái này giống của một người quá. Tiếp theo, mời em gái mở giùm anh hành lý cuối cùng. 60% thu nhập để mua sắm. Chà, vụ này được. Cái này hay chứ có gì sai đâu. Cái này là chắc chắn là em gái mỹ quyền của chúng ta sẽ rất thích đây. Cảm ơn các em, mời các em vào trong nghỉ ngơi nha. Bây giờ Huyền ơi, mình muốn bàn với nhau về cái bí mật nào trước? Em nghĩ là cái này. Em nghĩ sao? Không biết mà, cách nói sao cho dễ hiểu. Mình nói mình không có cảm xúc hả chị? Không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói, nhưng thể hiện bằng hành động thì sao? Nhiều khi đang buồn mà không có nói cho em biết rằng đang buồn, mà làm một cái động tác gì đó em sẽ biết rằng đó là buồn đó. Rồi là qua hành động. Hoặc là rớt giọt nước mắt. Rớt giọt nước mắt nhẹ một cái. Tức là có những người họ không có cái khả năng ăn nói, họ không hoạt ngôn, hoặc là không quen diễn tả bằng lời nói. Nhưng vấn đề là em thích một chàng trai như vậy, hay em thích một người sẵn sàng nói với em về những cái điều anh ta đang suy nghĩ? Thì em thấy cũng là ok. Chẳng hạn như là gọi là không hứa quá nhiều, không nói quá nhiều, mà chỉ dùng hành động để mà thực hiện cái điều đó thôi. Thì em nghĩ cái đó mới là... Em thích điều đó đúng không? Chị cảm thấy không đồng ý lắm nha. Tại vì mình là đàn ông, buồn cũng không nói, vui cũng không nói, sướng cũng không nói, khổ cũng không nói. Nói chung là cái gì cũng không nói hết trơn á, thì làm sao mà được. Phải nói, ít nhiều gì cũng phải nói. Với lại sống ơi, với nhau phải nói. Nếu như mà em nói là bạn ấy không cần phải nói nhiều, em vẫn hiểu được á, thì có thể là một ngày hai ngày đúng thì rồi. Được. Chứ nếu như mà cái điều đó kéo dài từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm anh kia Nghĩa, em sống với một người như vậy em sẽ cảm thấy rất là buồn đó. Anh Nghĩa và Buka ơi, cô gái này sẽ là cô gái thích chơi với lại những cái điều trăm điều khó nha. Thích ca khó đó. Đó, thích ca khó. Anh không biết anh là ai, anh hoang mang trên đường đời, thì hãy yên tâm, em sẽ bên cạnh anh, em sẽ khai thác nỗi lòng của anh và em sẽ xoa dịu nó. Đó là anh... Xuân Lan của đời đầu. Đúng rồi. Khổ nha cưng. Khoan, khổ cái này này. Nếu đang nói về gái thì phải nói về trai. Ngày xưa đó, có một nhân vật trai mà có thể ai cũng biết là Sở Khanh đúng không? Thì thật ra là Sở Khanh á, Sở Khanh là nổ. Dạ. Nghĩa là ta được cái này, ta có cái này, ta có cái kia, ta sẽ làm cái gì cho nàng. Thì thật ra đó, cái Sở Khanh đó cũ lắm rồi. Sở Khanh đời mới á, anh cô đơn. Không ai hiểu anh. Không ai hiểu anh. May ra có em hiểu. Chỉ có em hiểu. Ừ. Anh cũng không có tiền đâu, anh nói trước á, yêu anh là khổ đấy nhá. Yêu anh là khổ. Cuộc sống anh phức tạp lắm. Cuộc sống anh phức tạp là, nói thật ra là anh còn chưa hiểu anh nữa thì anh, làm sao. Anh có thế một là... cái, ừ. Anh có một anh... cái trăn trở trong lòng mà anh không biết nói với ai. Nên anh sẽ chỉ tự gặm nhắm một mình. Thế là, trời ơi. Thế là cái người phụ nữ cảm thấy trời ơi đây là một cái biển. Đây là một cái biển mà gọi là sao nhỉ, bí ẩn. Đây là một cái tâm hồn mà chưa ai khai phá được, trừ ta. Trừ ta. Trời là... Và ta trở nên là một nữ anh hùng bởi vì ta khai phá được bí mật của chàng. Mà chứ còn bây giờ mà kiểu gặp con gái xong nói là anh có nhà, anh có xe, rồi thì anh ấy, anh đi ba được nhiều, anh có tiền, chưa chắc nha. Ra cái câu này nè, nếu như là đàn ông hay là phụ nữ gì nó cũng đều làm cho cái đối tượng ở bên cạnh nó cảm thấy mệt mỏi, chứ không phải riêng là đàn ông với phụ nữ không đâu. Anh đã từng trải qua cái điều này với người yêu của mình và anh rất là mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi, tại vì không nói gì cả. Tức là không phải cái gì mình cũng bolo ba la mình nói hết, nhưng phải chia sẻ với nhau bằng lời nói. Đừng bắt người bên cạnh mình phải suy đoán. Đoán nhiều quá nhức đầu hại não lắm. Đúng rồi, mệt rồi lắm. Tiếp nha. Anh thích làm mọi chuyện một mình. Cái này nguy hiểm đấy. Cái này thì em lại có cảm giác giống giống như cái kia. Tức là bạn ấy không có chia sẻ ra, và bạn ấy tự quyết định, tự suy nghĩ và tự làm hết mọi cái. Anh thích làm mọi chuyện một mình trước khi gặp em. Đó thường là cái câu nó là vậy, đầy đủ là vậy. Em bỏ mấy bốn chữ sau là em chết rồi nha. Nếu như mà em nghĩ rằng mình có thể thay đổi được anh ta, em nghĩ rằng mình có cái bản lĩnh đó hay không? Em nghĩ là em đồng cảm, do là em cũng là con người có nhiều cảm xúc. Nên đôi khi em muốn đồng cảm và em muốn giải quyết về cái gọi là vấn đề về tinh thần cho cái người đó thôi. Chứ còn việc mà em không nghĩ là mình tự tin tới nỗi mà mình có thể thay đổi được người đàn ông. Nếu như thực sự người ta muốn thì người ta cho sẽ cho nên đây được. Là một cái điều mà em cũng hơi lăn tăn suy nghĩ nha. Rồi, để đó, tiếp. 60% thu nhập để mua sắm. Vấn đề là mua sắm cho ai? Mua sắm cho hai đứa. Dạ, nếu vậy thì tuyệt vời. Nếu như em có một người bạn trai hoặc là sau này lập gia đình với em, 60% thu nhập của người đó dành cho cái chuyện mua sắm thì thế nào?
Em thì cũng gọi là chưa quá trưởng thành nên suy nghĩ tới mấy cái chuyện này. À, bây giờ hiện tại... tính toán được. Nhưng mà ở đây mình thấy 60% có nghĩa là hơn 50%, hơn phân nửa số tiền lương thu nhập của anh ấy để dành cho việc mua sắm không thôi. Trời ơi, mua sắm có nhiều thứ mua sắm lắm. Mua nhà cho hai đứa, mua xe cho hai đứa, mua quần áo cho ba mẹ em, mua quà Tết cho gia đình em, dẫn em đi mua thêm cái túi sách mới, dẫn em mua giày mới. Tết này em phải mặc 4 bộ dài, 8 cái áo đồng, hiểu không? 3 bộ đồ tây. Có nghĩa là ảnh dẫn em đi em sướng quá rồi còn. Nhưng mà anh ơi, tiền tháng nhà tháng này chưa đóng nè anh ơi, tiền điện, tiền nước chưa đóng nè anh ơi. Mua sắm hoài. Không, theo mình thì người viết này là phải có thu nhập mới dám viết. Đúng rồi. Cho nên là thật ra cái tính này không xấu. Mỹ Huyền đồng ý không? Em chấp nhận. Chấp nhận. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho Huyền. Em sẽ đi một lần nữa để quan sát lại ba cái bí mật trong ba cái hành lý này. Sau đó cái nào là cái mà em cảm thấy em không chấp nhận, em sẽ đóng nó lại nha. Mời em bắt đầu. Em hãy nói lên những điều mà em đang suy nghĩ về những bí mật này một lần nữa nha. Không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói. Nhưng mà nếu như không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói mà vẫn có thể thể hiện qua được hành động thì em nghĩ là có thể chấp nhận được. Còn cái mà anh thích làm mọi việc một mình, trước khi gặp em thì ok, nhưng mà sau khi gặp em thì không được. Em nghĩ chắc là em sẽ buồn lắm. Em nghĩ là em sẽ tức là cô ấy không chấp nhận một người mà chỉ làm tất cả mọi việc một mình mà không có cái sự đồng hành của em bên cạnh, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ xem coi những cái vali này của ai. Trước tiên, cái vali được mọi người tán đồng nhiều nhất là 60% thu nhập để mua sắm. Cho tôi hỏi, người đàn ông hào phóng này là ai? Mời em ngồi xuống một lát nên anh sẽ hỏi kỹ hơn về câu chuyện này. Tiếp theo, cái không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói, anh muốn biết là của bạn nào nha. Bạn ấy hãy đứng lên. Của Nhã. Còn cái bí mật này là của Hải. Hải ơi, em chia sẻ về câu chuyện này của mình đi. Nó cũng là một cái nhược điểm khi mà ở những người yêu cũ. Cũng có những lúc làm mọi thứ một mình và đưa ra cái quyết định một mình. Vì nghĩ rằng là cái đối phương cũng sẽ nghĩ giống như mình, nhưng mà đôi khi thì không đúng. Thì đây là một cái thói quen mà cá nhân và bản thân em thấy cũng là một nhược điểm và đang cố gắng thay đổi. Cảm ơn Hải. Anh mời Hải đến đây cùng với anh. Chàng trai này của chúng ta rất là tuyệt vời. Hải nhưng mà có điều là trong cái bí mật này thì Mỹ Huyền cảm thấy rằng chưa chấp nhận được mà thôi nha. Em cũng xin phép có vài lời đến với Mỹ Huyền. Thì mặc dù tiếc và buồn vì chưa phải là một sự lựa chọn của Huyền, nhưng mong là trong chương trình ngày hôm nay Huyền sẽ tìm được một nửa kia phù hợp và xứng với Huyền. Dạ. Vâng, em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Anh sẽ gửi cho em một phần quà đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế được yêu thích nhất tại Úc của Z, và một cái voucher trị giá là 5.394.000 đồng. Và việc này có nghĩa là em sẽ được tập trong vòng 6 tháng miễn phí 24/7 và được tham gia vào tất cả các lớp học tại 300 phòng tập của Z trên toàn thế giới. Xin cảm ơn Huyền. Xin chào Huyền, anh Đại Nghĩa và ban cố vấn và quý vị khán giả. Chào tạm biệt em nha. Và bây giờ thì anh muốn nghe những chia sẻ từ Thanh Nhã. Em không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói, hoặc là em không giỏi về phần giao tiếp nói chuyện á. Nhưng em thì em chỉ thích gặp mình dễ bày tỏ cảm xúc hơn á. Là gặp dễ bày tỏ cảm xúc, mà em bày tỏ cảm xúc qua lời nói hay qua cái gì khác, bằng một cái phương tiện ngôn ngữ, hình thể hay là cái gì khác nữa em?
Dạ thì em muốn ôm rồi em tâm sự nhỏ nhỏ thôi. Vậy là mình đoán đúng rồi Hiền, không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói nhưng thể hiện qua hành động. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống nha. Còn bây giờ là câu chuyện của em thế nào? Dạ em cũng xin chia sẻ là giờ cứ mỗi cuối tuần thì em hay dẫn mẹ và em trai đi shopping, đi ăn uống, mua sắm. Đó, thì cái đó là một những sở thích của em. Hiện tại thì em chưa có người yêu nên là em tập trung phần hết cái tình cảm và gia đình. Nếu như có người yêu thì 60% thu nhập này em có chia ra bao nhiêu cho gia đình rồi bao nhiêu cho bạn gái không, hay là như đây là cho gia đình rồi thêm 40% còn lại là cho bạn gái? Dạ nếu mà có bạn gái thì em sẽ điều tiết và chắc chắn là em sẽ dành cho bạn gái. Dễ thương quá. Nói gì nữa bây giờ, một người đàn ông làm anh nghĩ rằng thu nhập cũng khá đó. Khá lắm đúng không? Cái đấy mình mà dành tới 60% để cho mẹ, cho gia đình, và nếu như có bạn gái lại tiếp tục san sẻ cái điều đó cho bạn gái của mình nữa thì quá tuyệt vời. Giấc mơ của nhiều cô gái nằm ở đây. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống nha. Như vậy là chúng ta đã chia tay một chàng trai và hai chàng trai với hai bí mật vừa rồi, thì cũng đều là những cái điều mà Mỹ Huyền cảm thấy chấp nhận được và thậm chí mình thích thú với cái đề nữa, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn các chàng trai đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút trước khi chúng ta tiếp tục khám phá những bí mật còn lại của hai chàng trai này nha. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ có một cái gọi là bí mật bất ngờ dành cho hai chàng trai này. Và anh cũng tiết lộ với em luôn là hai chàng trai này có cùng một bí mật nha. Có cùng một bí mật luôn. Và bí mật đó là gì? Xin mời mọi người cùng theo dõi. Anh nhảy rất đỉnh, dữ nha, dữ nha. Hai em tự nhận là mình nhảy rất đỉnh là sao nè, mời em. Dạ, đối với em thì thật ra em nhảy rất là dở. Em nhảy rất là dở. Nhưng mà với công ty tụi em á thì có những cái chương trình game show này kia. Thì em vẫn tham gia rất là ok. Dạ, em vẫn nhảy cùng mọi người. Nói chung là hòa theo nhạc thôi, chứ mình nhảy rất là dở. Vậy khi đó mình nhảy ra mọi người có đánh giá nhận xét gì không em? Dạ, mọi người muốn chọi hoa lên. Chọi hoa lên. À vậy hả? Vậy là mình hiểu cái đỉnh của bạn ấy nằm ở đâu rồi nha. Còn với Nhã thì sao? Dạ, em nhảy thì hàng xóm chọi tô, chọi chén luôn đó. Ủa sao tụi em nhảy mà người ta xung quanh tốn của cải quá vậy? À, anh ơi chữ đỉnh nằm trong hoặc kép. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Mời hai em lên đây cùng với anh. Nói chưa tin, nhiều khi người ta khiêm tốn nè em. Người ta giả bộ, người ta nói vậy thôi. Mình phải cho người ta thể hiện khả năng của mình chứ. Vô. Vô. Biết rằng đây không phải là sở trường của các em, thậm chí các em cũng tự nhận xét mình là nhảy rất đỉnh mà trong một kép. Cho nên là anh cũng muốn cho mình có một chút thời gian để mình thoải mái với nhau ha, mình dám show cả những cái điều mà mình cho là không có mạnh của mình ra để cho tất cả mọi người thấy nha. Rồi mời hai em về vị trí của mình nào. Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một vài giây phút ngẫu hứng vui vui để cho các bạn ấy thoải mái hơn trước khi các bạn đến với một cái phần rất là quan trọng, đó là cái bí mật cuối cùng mà các bạn mang đến cho chương trình của chúng ta. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí mật đó ngay bây giờ nha. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trên chiếc chuyên cơ hành lý tình yêu của chúng tôi. Và bây giờ thì chỉ còn lại hai vị hành khách nam ở đây cùng với nữ chính của chúng tôi là cô gái xinh đẹp này. Chúng ta sẽ khám phá tiếp tục những cái bí mật còn lại của hai chàng trai với hai cái chiếc vali, hai cái hành lý lớn nhất của các bạn ấy nha. Mời các bạn nhận hành lý của mình về chỗ. Đây là bí mật lớn nhất của các bạn đó. Dạ. Em muốn xem cái bí mật của ai trước? Em nghĩ là em muốn xem bí mật của anh trước. Anh mời em. Chà. Càng cấm càng đi. Càng cấm càng đi. Cái này nó thuộc về cái cá tính của em hay sao? Tức là mình không thích một cái gì đó mà nó ràng buộc mình. Và khi càng giăng dây cấm hàng rào nữa kia là mình càng cố ý mình vượt qua. Có những khoảng thời gian tổ chức đi chơi á, với người yêu cũ á, yêu em á, thì lại không thích em đi. Khi mà em quyết định là em đi á, thì là em
không cho người yêu em biết luôn. Nếu như vậy thì phải chăng em đang xem trọng những người bạn của em hơn cả người yêu của mình? Dạ không phải. Thật ra xem trọng thì em vẫn rất là xem trọng người yêu của mình. Tuy nhiên thì với em á, cái lời nói rất là quan trọng. Bởi vì khi mà em hứa với bạn bè đồng nghiệp á là đi rồi á, thì em phải đi. Vậy thì nếu như cái câu chuyện của em kể nó không phải là vì trách nhiệm công việc, nó không phải là vì lời hứa với những người đồng nghiệp của mình, mà người yêu của em đơn giản là vì anh đừng đi đến chỗ đó, đừng gặp gỡ những người đó bởi vì em không thích, thì em có nghe lời quá hay không? Dạ em sẵn sàng nghe lời. Thực ra chị hiểu cái câu chuyện là càng cấm càng đi, bản thân chị cũng vậy. Có nghĩa là mình sẽ có những mối quan hệ mà cho dù là bạn đời của mình hay người yêu của mình không thích, nhưng mà bắt buộc vẫn phải tôn trọng mình. Tại vì nếu mà mình tin tưởng, mình tôn trọng thì cho dù là mình ghét ai đi nữa, nhưng mà cái đó là quan hệ riêng của ảnh, không phải là mình, miễn sao mình không xuất hiện đó là được rồi. Theo tôi, gia đình là không có chữ cấm. Còn anh em nói càng cấm càng đi là em chưa có một cái gia đình thật sự. Nói thật lòng là như thế. Còn một cái gia đình thật sự là gia đình thật sự theo nghĩa tốt ấy. Chỉ cần báo đó, ví dụ như Xuân Lan mới lại báo chồng ơi, em mai em đi Hà Nội. Thế là xong, chứ chồng sẽ không bao giờ hỏi đi về cái gì, đi với thằng nào, sao hay đi thế. Không có đâu, không có cái điều đó đâu em ạ. Khi em đã không thương người ấy rồi mà người ấy không cấm em cũng đi, và người ấy cấm em vẫn đi. Cho nên là thôi chả có gì trách cả. Nhưng mà đây là những cái tưởng tượng của những người chưa có người yêu đích thực. Thể như cách anh Hoàng nói là một cái gia đình nó gia đình quá lý tưởng lâu rồi. Và lâu bền với nhau, cho nên là anh chị sống với nhau mới mấy mươi năm như vậy. Hoặc là Xuân Lan cũng vậy, Xuân Lan có những cái suy nghĩ như thế mà tìm được một ông xã nó phù hợp với cái suy nghĩ của em. Nhưng mà ví dụ với như quan điểm của anh nha, thì khi mà anh hoặc là người bạn đời của mình đi đâu đó hay làm một cái điều gì đó, anh hoặc là người bạn đời của anh đều có thể cho đối phương biết cái cảm xúc của mình về cái công việc đó. Có thể em thích, có thể em không thích, thì cứ nói cho anh biết. Hoặc là nếu như thế nào anh nghĩ rằng là anh có thể vì em anh bỏ qua được, anh sẵn sàng. Nhưng mà có những cái không thể vì em được, mà vì trách nhiệm, vì lời hứa anh sẽ làm. Sẽ không thể nào mà ai cũng như anh Hoàng hay Xuân Lan là em muốn đi đâu đi, anh không cần quan tâm. Em đồng ý với anh Nghĩa là cái công việc của cái người bạn đời đó mình có thích hay không thích, nhưng mình sẽ không tác động bằng chữ cấm hay không cấm. Đúng, tại vì khi mình dùng cái từ cấm nghe nó nặng nề lắm. Đúng. Cấm là một sự kích thích cực kỳ nguy hiểm. Nhất là những cái bạn mà trẻ mà vừa trưởng thành xong á, càng cấm là càng đi là đúng. Cảm ơn bạn cố vấn, nhưng mà anh muốn biết ý kiến từ em. Theo em thì em vẫn đồng tình với cái quan điểm là đôi khi là anh thực sự chưa tìm được một cái gia đình thực sự của mình. Còn nếu như anh đã tìm được một cái gia đình hoặc là tìm được đúng cái người ở bên cạnh mình rồi á, cái sự tin tưởng rất là quan trọng. Chỉ cần là cái người đó tin tưởng anh, và đơn giản còn cả công việc nữa, mình không thể nào cứ ích kỷ và ảnh hưởng đến công việc của người ta được, thì chỉ cần cái người đó hiểu cái điều đó cho anh thì sẽ rất là tốt. Cảm ơn em nha. Và bây giờ mình sẽ mở tiếp cái hành lý của Thanh Nhã xem bí mật của bạn ấy là gì. Bên đây là càng cấm càng đi, còn em là sẽ ở nhà với bạn. Không thích tiệc tùng. Cái này của Nhã có gì xấu? Cái điều này thì mình thấy rất là rõ ở cái những gì mà Nhã thể hiện suốt từ đầu đến giờ. Là không thích tiệc tùng đông nhưng người. Mà có nghĩa là có những cái buổi tiệc quan trọng và bắt buộc mình phải đi thì mình cũng phải đi mà, đúng không? Nếu mà em cảm thấy buổi tiệc đó nó quan trọng thì em sẽ đi. Chẳng hạn như là khai trương một phòng tranh thì phải đi. Dạ, cái đó thì chắc chắn em sẽ đi. Đấy, thấy chưa? Còn nếu mà tụ tập lại đi ăn, đi chơi một cái gì đó thì em sẽ không đi. Nhưng mà lỡ như em là một người rất là hay có những cái cuộc hẹn, hay đi chơi với bạn bè, hay là cái công việc của em thường hay phải đi làm về khuya đồ này kia, thì cái việc anh ở nhà một mình thì anh có cảm thấy buồn không? Anh có cảm thấy là anh có thể tự enjoy được cái điều là anh ở nhà một mình hay không? Hay anh sẽ cảm thấy quen bé này nhưng mà không được ở gần nhau nhiều? Cái đó thì cảm thấy rất là bình thường á, tại vì có thể chờ em về được mà. Với lại ở nhà anh sẽ làm việc nhà, rửa chén đồ này nọ, đâu có thời gian đâu mà đi. Nhã vẫn rất tôn trọng cái sở thích cá nhân của Huyền. Đi em cứ đi, anh sẵn sàng anh ở nhà, anh làm việc nhà chờ em. Như vậy thì em thấy thế nào? Em nghe cái vế mà anh ở nhà anh làm việc nhà rồi này kia thì em thấy cũng thích đó. Em thấy cũng ok. Ok, vậy thì bây giờ là thời gian dành cho em. Hãy lên đó và cho mọi người biết rằng cái bí mật nào là bí mật mà em cảm thấy em sẽ không chấp nhận được. Sau đó đóng vali lại nha, mời em. Em thử, em có quyền nắm tay thử mấy anh đó coi như thế nào, coi điện chạy hay sao. Thiệt.
anh nghĩ cho em mượn cái tay coi. Cao thế hả? Ôi, điện cao thế. Chạy rồi. Ủa sao mình đang tay vậy? Đó. Đang tay vào nhau kìa. Không, bạn gái đang cảm nhận cái nguồn điện, cái dòng điện đang chạy. Thôi chứ, nói chung ngay hai người này mình bảo bạn mình chọn mình khó lắm. Ủa, tụi nó nhỏ gì bên đó vậy? Vậy người ta. Huyền ơi, ban cố vấn nãy giờ đang rất thắc mắc về cái câu chuyện ngắn gọn mà em vừa mới nói cùng với Nhã. Em chỉ hỏi về nó là về nó có, nếu như không phải là chương trình này thì về nó có thích em không? Chắc chắn là thích rồi. Em phải trả lời thích rồi. Em xin mà. Đó nha. À, kìa, tiếc quá. Đối với em thì em cảm nhận giữa em và anh, em rất là đồng cảm qua ánh mắt của anh. Nhưng mà em nghĩ cái mối quan hệ này chỉ có thể là tình bạn. Em nghĩ là anh sau chương trình này anh có thể chia sẻ được nỗi buồn của anh với em. Em mong là em sẽ nghe được nó. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Nhã ơi, bây giờ em mang hành lý của em xuống đây cùng với anh trước rồi đó nào. Thôi cũng thông cảm đi, một cô gái trẻ thì cuối cùng là giữa thâm trầm và hấp dẫn thì cô sẽ chọn hấp dẫn thôi. Trước khi chia tay thì Nhã có điều gì muốn nói với Huyền và với mọi người ở đây hay không? Em buồn quá, không biết nói gì nữa. Kiểu ế cũng lâu rồi mà chương trình cũng tạo điều kiện mà giờ chưa có bồ nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình này nha, và anh cũng mong là em sẽ tìm được đúng đối tượng của mình. Chắc chắn là đâu đó ngoài kia sẽ có một người phù hợp với em. Chỉ là bây giờ mình chưa tìm thấy người ấy do chưa đủ duyên mà thôi nha. Dạ, dạ. Anh sẽ gửi cho em một phần quà đến từ hệ thống phòng tập tiêu chuẩn quốc tế được yêu thích nhất tại Úc của Z, và một cái voucher trị giá là 5.394.000 đồng. Và việc này có nghĩa là em sẽ được tập trong vòng 6 tháng miễn phí 24/7 và được tham gia vào tất cả các lớp học tại 300 phòng tập của Z trên toàn thế giới. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Còn bây giờ thì anh chào tạm biệt em. Dạ, chào tạm biệt. Dạ, thưa quý vị, đây là hành lý mà Mỹ Huyền mang đến ngày hôm nay. Chúng ta sẽ khám phá xem có bí mật của cô ấy là gì. Và cũng là một thử thách dành cho em. Anh sẽ đưa ra tới hai cái bí mật. Dĩ nhiên trong đó là một cái của Huyền và một cái không phải. Em sẽ phải đoán. Đoán tìm xem đúng cái nào là cái của cô ấy. Đoán đúng thì mình sẽ có một cái sự lựa chọn tiếp theo. Sẽ có cơ hội đến gần nhau hơn nha. Nhưng mà để cho nó công bằng thì em không được nhìn. Dạ. Em sẽ quay mặt qua đây nhìn ban cố vấn nha. Rồi, trên màn hình sẽ thể hiện hai cái quan điểm, hai cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải đoán xem cái nào mới thật sự là của Mỹ Huyền. Xin mời. Em không muốn công khai người yêu. Cái thứ hai, anh phải công khai chuyện tình chúng mình. Hai câu rất mâu thuẫn. Hai câu khác nhau à? Rất là mâu thuẫn. Rất mâu thuẫn. Anh phải công khai chuyện chúng mình thì cũng có thể, bởi vì em nghĩ đó là một cái mong muốn của một người, một con gái. Thì đa phần họ muốn cảm giác sở hữu, thì em nghĩ như vậy. Vậy thì bây giờ mình hỏi thăm ban cố vấn đi, nhờ ban cố vấn giúp mình cái đã nha. Huyền ngoài là một sinh viên năm cuối của Học viện Hàng không, Huyền là một cái hot TikToker. Thì thực ra chị nghĩ rằng á, để một công khai một cái người yêu của mình ở trên mạng xã hội á, thì là cái mong muốn ở Huyền bây giờ không chọn lựa cái điều đó. Bởi vì bây giờ Huyền mà công khai người yêu, lỡ sau này một vài tháng, một vài năm mà bị cái mối tình đó nó không có đi sâu được, đi không đi dài được, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái câu chuyện tương lai. Nên với chị sẽ chọn lựa cái đáp án đầu tiên. Luca thì sao em? Cái linh cảm đầu tiên của em á, khi mà hai câu này hiện lên thì em, cái cảm giác của em là em không muốn công khai người yêu là cái bí mật của Huyền. Nhưng em suy nghĩ thì nó có một cái mâu thuẫn như thế này.
nếu như không muốn công khai người yêu đến chương trình này để làm gì? Tại chương trình này phát sóng cả nước xem, cho nên là nó bị nhập nhằng cái chỗ đó đó. Em ơi, có thể là khi đến với chương trình này là bạn ấy sẽ chấp nhận cái chuyện là ai cũng biết mình sắp có bồ hoặc có bồ. Nhưng mà trước khi đến đây, bạn ấy không muốn công khai người yêu. Ôi, tại vì bạn chưa có người yêu để công khai. Không, mình quay chưa. Lại một câu chuyện cái vế nè. Em không muốn công khai người yêu bởi vì em chưa có người yêu. Cũng là một cái vế mình có thể mình chọn lựa đúng. Tôi cũng đồng ý với Xuân Lan là cái câu đầu tiên là câu của Huyền. Vậy bây giờ thì Mạnh suy nghĩ thế nào? Em quyết định ra sao? Em cho mọi người biết nha. Em quyết định chọn phương án số 1. Là em không muốn công khai người yêu. Dạ. Cuối cùng anh chỉ lo là có một mình Huyền là không đồng quan điểm thôi. Em cũng đang sợ. Cái đó là chị quay qua chị năn nỉ. Chị xin lỗi em tại chỗ luôn đó. Rồi bây giờ Huyền ơi, quay lại cùng lo anh nè. Vậy thì bây giờ em hãy cho mọi người biết đi. Thật ra bí mật nào mới là bí mật của em? Mở ba lô lên. Em không muốn công khai người yêu. Trùng cơ. Em hãy nói về điều này nhé. Thật ra thì em nghĩ á, nếu như mà em quen ai em cũng công khai hết mà mình không có chọn lọc á, nhiều khi hôm qua mình mới vừa công khai là mình quen người này, nhưng mà qua ngày hôm sau cả hai người lại gặp một cái vấn đề rất nhỏ mà lại chia tay nhau thì nó sẽ rất là lộn xộn á. Mà em là con gái nữa, mình đâu thể nào để cho tất cả mọi người đều thấy là mình hôm nay người này ngày mai người kia được. Thành ra là em nghĩ là một cái mối quan hệ phải đủ một cái lòng tin, phải đủ tất cả mọi thứ thì mình mới công khai cho mình sau. Nên lựa chọn, không phải là mình giấu nhẹm đi, mà mình nên lựa chọn cái nào nên chia sẻ và cái nào nên giữ riêng cho mình. Đó là cái câu chuyện của Huyền ngày hôm nay. Và rất là vui khi Mạnh đã lựa chọn chính xác điều bí mật của cô ấy. Vậy thì bây giờ mời em lên đây cùng với anh. Điều còn lại của em bây giờ phải làm, chọn một trong hai bó hoa hồng này mang tặng cho Huyền. Bó hoa hồng màu đỏ là em chấp nhận, em và Huyền sẽ dành cho nhau khoảng thời gian để hai bên có cơ hội tìm hiểu nhau, đi với nhau xa hơn. Còn nếu như chỉ muốn dừng lại mức độ bạn bè, tình anh em thì hãy dành cho cô ấy đóa hoa hồng trắng nha. Hãy suy nghĩ. Sao mà cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trắng vậy? Anh cũng rất là thích hoa, như lúc đầu anh có chia sẻ. Nhưng mà anh không thích hoa màu trắng. Có thể là hôm nay anh là người may mắn đi đến em đến cuối vòng cuối. Cũng hy vọng là sau chương trình này thì mình sẽ cho nhau cái cơ hội để hiểu nhau hơn. Đó, nếu được thì anh sẽ mời em đi ăn sau chương trình này. Cảm ơn các em. Và hy vọng rằng đó sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho cả hai nha. Còn bây giờ thì anh sẽ tạm đóng cái hành lý của Huyền lại để xuống đây. Và bởi vì chúng ta sẽ có một hành lý khác. Hành lý này thì chứa đựng phần quà. Phần quà dành cho cả hai. Và đây cũng sẽ là một cái cơ hội để cả hai bạn gắn kết với nhau nhiều hơn sau chương trình. Và đây là một voucher trị giá 6.900.000 đồng đến từ hệ thống của Z, phòng tập tiêu chuẩn của Úc. Các em sẽ được tham gia tất cả 300 lớp học trên tất cả hệ thống trên toàn thế giới với 12 tháng tập 24/7 ngày nào cũng được hết nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi bây giờ mình đóng hành lý lại nào. Tạm biệt hai em tại đây. Mời hai em tạm biệt nha. Chúc hạnh phúc nha. Đẹp rồi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là số cuối cùng của mùa thứ hai chương trình Hành Lý Tình Yêu. Chúng tôi đã làm việc với nhau trong suốt những số vừa qua. Có những cái số mà chúng tôi cảm thấy rất là vui bởi vì chúng tôi đã gắn kết được những người bạn có tâm hồn đồng điệu. Nhưng mà cũng có những số chúng tôi chưa làm được cái vai trò đó một cách trọn vẹn bởi vì các bạn có thể chưa thực sự tìm thấy nhau. Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc một cái hành trình mà chúng ta đã cùng nhau có với Hành Lý Tình Yêu thì em muốn nghe một cái cảm nhận từ anh Lê Hoàng với những gì mà chúng ta đã từng có với nhau trong suốt thời gian vừa qua với chương trình ạ. Ngày xưa đó, tình yêu là một cái gì đó mà nó thật là nó rất riêng tư, đúng không các bạn? Nó gần như là âm thầm, và nghĩa là chúng ta, nghĩa là nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta chọn nhầm, nhầm thì chúng ta chịu,
chúng ta chọn chúng thì chúng ta may, chúng ta không có cái cơ hội nào để thảo luận với lại cộng đồng cả. Nhưng bây giờ, cuộc sống bây giờ cho phép chúng ta thảo luận, chúng ta cân nhắc và chúng ta suy nghĩ với bao nhiêu con người chung quanh để góp ý. Đó là cái điều rất là lạ mà chỉ có hôm nay, và thậm chí là chỉ có những cái chương trình kiểu này mới mang đến cho các bạn điều đấy. Dạ, em cảm ơn anh Lê Hoàng. Và với một vị cố vấn cũng là xuyên suốt chương trình là Xuân Lan, thì cảm nhận của em như thế nào? Em ngồi đây từ số đầu tiên của mùa 2 thì em thấy là có rất là nhiều cặp đôi rất là dễ thương, nắm tay nhau ngay hoặc là tiếp cận nhau ngay để mời đi ăn, để các bạn trân trọng cơ hội của mình. Nhưng cũng có những cái cặp đôi rất là tiếc nuối phải chia tay bởi vì không có đồng điệu về tâm hồn. Cũng đã có những số đã gây sóng gió cho cộng đồng mạng, và cũng có những cái số làm cho cộng đồng mạng rất là chia sẻ, rất là thấu hiểu với lại nữ chính. Ban tổ chức và ban biên tập của Hành Lý Tình Yêu luôn luôn mong muốn tìm những cái điều gì thật nhất, cảm xúc thật nhất để cống hiến cho khán giả. Và hy vọng rằng Hành Lý Tình Yêu là một cái chương trình hẹn hò sẽ được tín nhiệm và được ủng hộ nhiều hơn trong những cái năm tới, trong những cái mùa tới. Cảm ơn Xuân Lan, cảm ơn anh Lê Hoàng là hai vị cố vấn đã xuyên suốt cùng với chương trình Hành Lý Tình Yêu trong suốt những tập phát sóng vừa qua. Và cảm ơn cả những vị cố vấn khách mời như là Puka hoặc là những khách mời khác nữa đã từng đến với chương trình. Mỗi một khách mời sẽ là một cái câu chuyện, một cái màu sắc khác nhau, một cái kinh nghiệm để có thể chia sẻ với các hành khách tham gia chương trình này. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng chương trình Hành Lý Tình Yêu sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận từ phía quý vị khán giả, đặc biệt là với các bạn trẻ, những chàng trai, những cô gái nào vẫn đang trên bước đường tìm kiếm cho mình một tình yêu, hoặc là đôi khi đang loay hoay với những cái sự lựa chọn trong tình cảm của mình, thì cứ mạnh dạn đăng ký chương trình Hành Lý Tình Yêu ở những mùa sau. Và chúng tôi có thể không hứa chắc là sẽ tạo nên một cặp đôi để các bạn có thể đi cùng nhau đến suốt cuộc đời, nhưng ít ra các bạn cũng có thể hiểu được mình là ai, các bạn hiểu được rằng mình cần gì và cái đối tượng phù hợp với mình sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm để yêu thương Hành Lý Tình Yêu trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình Hành Lý Tình Yêu do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những mùa sau.